Xin chào các anh chị và các bạn nhé. Mình là Tuấn từ website nghecongso.com. Hôm qua mình có lên một bài viết về việc sử dụng AI để tạo những hình ảnh stock dùng cho thiết kế. Ví dụ như những hình ảnh này. Lúc trước, ngoài việc tự setup chụp hoặc vẽ, hoặc mua, hoặc tìm free trên Google. Giờ đây, với sự hỗ trợ của AI Image, bạn có thể tạo các stock này phục vụ cho việc thiết kế các banner, poster. Mình sử dụng công cụ AI tên là Midjourney để tạo các hình ảnh này. Để biết chi tiết hơn về AI này, bạn có thể đọc bài viết này của mình tại website nghecongso.com nhé. Tất cả các link về AI này, cũng như bài viết, mình để ở phần mô tả bên dưới video. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo tài khoản Midjourney. Trong bài viết trên, mình cũng có hướng dẫn tạo hoặc bạn có thể làm như các bước sau. Vào trang chủ midjourney.com, chọn mục Sign In. Nếu bạn chưa có tài khoản thì chọn Register. Điền các thông tin như yêu cầu Continue, sau đó qua vài bước xác thực. Chọn Authorize. Sau đó chọn Join the Beta, chọn Accept Invite để thêm Midjourney vào Discord. Rồi chọn Continue to Discord. Hiện tại Midjourney không còn phiên bản dùng thử miễn phí nữa, nên bạn cần đăng ký gói như sau. Bạn có thể đăng ký các gói theo năm hoặc tháng. Chi tiết từng gói như thế nào bạn đọc thêm ở đây. Bạn có thể dùng thử gói thấp nhất là $10 một tháng. Các gói đã đăng ký, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào và tháng sau sẽ không bị trừ tiền nữa. Mình cũng lưu ý với các bạn, hiện tại có rất nhiều người chào mua các gói tài khoản như thế này với mức giá rẻ. Không ít trong số đó là lừa đảo, nên các bạn nên cẩn thận nhé. Tốt nhất là đăng ký dùng trực tiếp các gói tài khoản của bạn trên các công cụ AI này. Chỉ cần một thẻ Visa là bạn đăng ký rất dễ dàng. Ok, chúng ta vào phần chính thôi. Để tạo các hình ảnh như lúc đầu video, bạn dùng lệnh Imagine và Prompt trong Midjourney. Tất cả các prompt mình để ở phần mô tả để các bạn có thể copy và điều chỉnh. Ví dụ tạo hình dòng sữa, bạn có thể thay thế từ milk bằng water hoặc juice chẳng hạn. Tiếp theo mình tạo hình một quả dứa đang rơi như thế này. Các bạn thích hiệu ứng rơi, có thể thay thế thành loại trái cây hoặc sản phẩm bạn thích để thử nghiệm. Nếu thích các dạng trái cây cắt lát thì thêm slice vào từ khóa như thế này. Các hình ảnh này bạn có thể dễ dàng tách nền và sử dụng cho việc thiết kế của mình, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí trong việc tạo các stock. Các hình ảnh từ AI tạo ra bạn cũng sẽ không sợ đụng hàng vì nó luôn là duy nhất. Ok, tiếp một vài dạng hình ảnh abstract khác có thể bạn sẽ cần như ở đây, hoặc các dạng icon chẳng hạn. Bạn có thể thay thế business icon thành sushi icon chẳng hạn. Bạn có thể tự do sáng tạo ra các dạng hình ảnh bạn cần. Practice makes perfect. Thử nghiệm nhiều lần sẽ giúp bạn tạo ra các hình ảnh ưng ý. Ok, đó là hướng dẫn để các bạn tận dụng sức mạnh của AI để tạo những hình ảnh stock dùng cho thiết kế. Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp ích các bạn. Nhớ subscribe kênh, follow Facebook của Tuấn, cũng như cập nhật các bài viết video mới tại website nghecongso.com để nhận nhiều chia sẻ về AI thú vị và hữu ích nhé. Bye bye!